Vâng, xin chào tất cả các bác, nay em đã cập bến được dòng van số liền cơ dòng cao cấp của DB Aquatech KM330 Pro và dòng năng tiến cũng của hãng DB Aquatech DAC luôn. Thì đây là combo đấy các bác, mình đang sử dụng những con âm ly hay là cục đẩy các bác. Thì các bác có thể liên hệ cho em sở hữu những con van cao cấp đến từ thương hiệu Mỹ DB Aquatech. Thì dòng này em được trước em về phân phối có rất là nhiều nhưng vừa rồi hết hàng nên mới có hàng về. Thì dòng này các bác không cần canh chỉnh gì từ vì hãng đã set up hết rồi. Các bác về chỉ việc là chỉnh volume to nhỏ và effect thôi. Tiếng dòng này tiếng reverb rất là mềm nha các bác, rất là mềm. Dễ hát, các bác chỉ cần chỉnh effect và hát thôi, volume mic, volume nhạc nghe thôi. Thì dòng này thì nó có chống hú này, đầy đủ với các bác. Tất cả hiệu chỉnh về cổng đường tín hiệu vào, các ta bấm input này. Nó hiện là hiện tại để USB này, chuyển qua đường dây quang này, optical này, AUX 1, AUX 2 hoặc là Bluetooth này các bác. Đấy, khi mình nhạc hát thì mic hát nó sẽ nhảy theo đèn của sản phẩm này, effect này, mic này, music này. Nếu mà các bác lấy combo như thế này thì nó tuyệt đẹp luôn nha. Khi mà các bác hát vang thì các bác có năng tiếng hát sướng hơn rất là nhiều nha các bác. Nên các bác thường thiếu cái năng tiếng này. Nhiều bác cứ nghĩ là chỉ cần vang và âm ly hoặc là đẩy là ok rồi, nhưng không phải các bác. Các bác hát nhẹ nhàng mà không cần tốn hơi nhiều thì cần phải có một con năng tiếng. Tuy giá thành nó rẻ thôi, nó đầu tư ít lắm, năng tiếng thì nó không có đắt tiền, nhưng mà nó hay. Mình ghép vào có nó thì hát rất là nhẹ nhàng, không cần phải rướng người hay là gì. Nhiều ca sĩ người ta hát là phải có qua năng tiếng các bác, còn nó nâng lên cái tiếng hát chúng ta và nâng lên cái dòng cái tiếng nhạc, nó trở nên là bass nó mạnh hơn. Thường các bác sẽ thường ghép những con vang và những con đẩy thôi thì bass nó xuống không thể sâu được, kiểu nó nông nông. Nhưng mà khi các bác ghép một con năng tiếng vào thì bass nó xuống cực kỳ sâu luôn và nảy tiếng, dài mic và trép rất là phê. Thì năng tiếng các bác chỉ cần chỉnh cái volume bass như và volume trép ở hướng 1-2 giờ thôi, còn hai cái này để giữa nha. Còn nên lúc chỉnh rề và chỉnh bass sub này, năng tiếng cũng đều có. Con này thì sử dụng hai con DAC của Japan nha các bác. Nếu các bác mình muốn lấy con này làm DAC cũng rất là ngon nha. Nó giá là 2,5 triệu nhưng mà phần DAC nó nghe nhạc online rất là tốt. Có cổng đường tín hiệu vào là Bluetooth này, cổng quang này, con này có cổng quang luôn nha các bác, cổng quang luôn. AUX 1, AUX 2 đầy đủ nha. Bluetooth, cổng quang đầy đủ. Nhưng các bác cần một con năng tiếng mà để hỗ trợ nghe nhạc, lấy nhạc mạng xuống chơi thành DAC thì lấy con này rất là ngon. 2,5 triệu nhưng mà mấy con DAC 7-8 triệu chưa chắc gì bạn em nói nha. Các bác thử thôi, nghe rất là hay. Nếu mà các bác làm DAC thì các bác chỉnh phần bass ở khoảng 12,5 này và phần chép khoảng là 1 giờ là các bác dùng để lấy nhạc mạng xuống nghe rất là hay rồi. Đấy, các bác thấy phía sau nha, phía sau thì đều trang bị năng tiếng cũng đều có cổng vào cổng ra và có cổng cắm sub này. Đấy, có nếu các bác sử dụng AV thì mình cắm đường AV, cổng quang này các bác, cổng quang đây. DB Aquatech Tetrom USA xuất châu Âu, điện 2224. Một combo này thì các bác con vang thì 3,5 triệu nha các bác. Vang thì 3,5 triệu và con năng tiếng là 2,5 triệu. Hai sản phẩm trên đều được kèm kìm một bộ dây ba lăng, dây bãi xịn nha các bác. Đây, ba lăng và ba lăng ra AV tùy thuộc các bác sử dụng cái sản phẩm ở nhà. Nếu các bác mình xài cho âm ly thì các bác lấy ba lăng ra AV này. Còn các bác lấy cho dùng cho đẩy thì các bác lấy ba lăng này. Hoặc là đẩy dùng 6 ly thì các bác lấy ba lăng ra 6 ly này. Đấy. Cái này là những cái dây xịn tặng kìm cho các bác nha. Dây này thì giá trị nó gần 300 ngàn một bộ nha. Đấy thì khi con năng tiếng thì nó có màu trắng và màu đen nha. Năng tiếng là 2,5 triệu và vang thì là 3,5 triệu nha các bác. Bao gồm phí ship và kèm theo phụ kiện là một bộ dây xịn nha. Đấy, vang thì đợt này về khoảng chục con các bác. Số liền cơ cao cấp nhất của DB Aquatech. Reverb cực kỳ mượt nha các bác. Được cái là hãng họ hết phát hết rồi, điều chỉnh hết cho chúng ta xài rồi. Đây là nút cắt tiếng này. Đấy. Chúng ta bật vào là nó sẽ on này, tắt và ít này. Bấm vào là on này. Đấy, nó sẽ sáng lên là nghĩa là phần là chống hú đó các bác. Trong hấu. Nói chung là phần hát, phần reverb của con này là khỏi miếng bàn luôn nha. Mà khi kết hợp với con năng tiếng nó hát tuyệt vời nữa nha các bác. Một bộ như combo như thế này là giá 7 triệu nha các bác. 7 triệu. Còn các bác lấy sản phẩm nào thì cứ alo cho em, chiếm qua hai số điện thoại trên. Em re-ship toàn quốc. Được tặng kèm một bộ dây nha.
Rồi thì em cũng thông báo là mới về được số vang và năng tiếng của dòng DB Agrotech Mỹ. Thì các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nha.